À, chào bà con. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái clip là chia sẻ cái cho bà con xem là khi mà mình nuôi dế mà chuồng trại mình vệ sinh rất là sạch sẽ. Mà cái nguồn thức ăn đưa vào thì cũng đảm bảo là ok. Nhưng còn nhiều cái yếu tố, nhiều cái vấn đề khác dẫn đến con dế của mình đang phát triển mạnh như vậy. Thì nó lăn đùng ra, có nghĩa là nó nằm nó ngửa bụng lên, đưa hai càng lên. Đấy. Nếu bà con chịu quan sát thì khi bắt cái con dế mà nằm ngửa bụng nó ra, nhìn kỹ ở dưới phần cái đít của nó, phần của nó rất là lỏng, cái phần nó sẽ bị tiêu chảy, nó bám vào đít. Đấy. Thì sau nhiều năm mình nuôi dế thì mình rút ra được một cái kinh nghiệm. Cái này thì mình cũng tìm hiểu trên mạng và cũng đã áp dụng và thấy cũng rất là ok, và mình lại chia sẻ lại cho bà con là cái cách mà để hạn chế nha. Hạn chế tối đa, như là mình khi mình áp dụng rồi thì vẫn có con lăn ra chết nha. Nhưng mà mình chỉ hạn chế thôi, chứ nuôi mà ai nói là nuôi không chết con nào là nó xạo. Nuôi là phải có chết. Đấy. Thì từ lúc mà nuôi mà nếu chắc ăn muốn cho con dế mình sống khỏe và mình nghi ngờ trong cái chuồng đó là có dấu hiệu của dịch bệnh à. Thì bà con đi ra chợ nha, đi ra cái tiệm thuốc thú y, bà con mua một cái gói Optamic AC. Đây, gói nó y như vậy à. Không. Cái loại này là giảm chết nha. Đó. Ngừa đau bụng cho dế nè. Mặc dù là cái này là dùng cho trên gia cúc gia súc gia cầm nha, nhưng mình áp dụng trên con trùng con dế vẫn ok. Ok. Đấy. Thì một gói như vậy thì mình mua là khoảng là 100 150 trở lại, 150 trở lại cũng không nhớ nữa, mua lâu rồi. Không. Thì xài cái này là rất là ok. Đó, thì chúc chút ý kiến chia sẻ cho bà con đó. Và cái Optamic IC này nó cũng ngừa ngừa được cái bệnh tiêu chảy nha, như bệnh tiêu chảy nha đó. Nếu như bình thường thì bà con nuôi với mật độ mà hơi dày quá thì bà con có thể pha cái là men tiêu hóa mà cho gia súc gia cầm đó, vậy để làm chi, pha cái đó vào để cho phân của con cúc nó được khô ráo, là không có mùi đó. Không à, mình bản thân mình thôi,
sống trong một cái môi trường mà ô nhiễm quá thì hệ thống hô hấp của mình nó sẽ không phát triển tốt nha, sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến các cái chức năng khác trong cơ thể. À, còn giấy nó cũng như vậy, giấy nó cũng như vậy. Nếu trong trường hợp mà bà con nghi ở dưới đáy thùng, ở dưới đáy chuồng của mình có dế chết rất nhiều, nhưng vì một số vấn đề là chẳng hạn như là dế đang đẻ hoặc là dế đang lột xác đó, mình không thể vệ sinh ngay lúc này được, bởi vì khi vệ sinh thì thiệt hại nó sẽ càng lớn hơn. Đấy. Mình sẽ tạo thêm cái chỗ ở cho nó, có nghĩa là tăng thêm cái lớp vỉ, tăng thêm cái lớp vỉ để làm chi? Tại vì phần đáy phân nó đã dơ rồi, xác dế đã chết ở dưới thì phần đáy nó sẽ ô nhiễm hơn cái lớp ở trên cùng, cho nên để tránh con dế tiếp xúc cạnh với cái nguồn không khí ô nhiễm ở dưới thì mình phải tăng thêm cái lớp vỉ trứng ở phía trên này đó, để cho tạo cái độ thô khô thoáng mới đó. Đó. Thì những con dế nó thấy cái môi trường khô thoáng mới sạch thì nó sẽ leo trèo lên ngay liền đó, để nó thoát khỏi cái sự ô nhiễm ở mấy tầng dưới. Đấy. Thì như vậy thì sẽ kéo dài cái tuổi thọ của con dế đó. Kéo dài cái tuổi thọ của con dế. Và cũng như vậy thì cái thời gian khai thác trứng của mình nó đầy đủ hơn đó, chẳng hạn như vậy. Nếu trong thời gian sinh sản. Đấy. Này đổi món, nó ăn ăn phai mì, lá phai mì ăn hoài riết nó cũng ngán. Hôm nay thì ra là thử một cái lá đu đủ, à, mới bỏ vào chưa được 3 phút nè. Đây, khoảng 5 phút rồi. Là nó là dứt. Rồi, bên đây nó dứt hết rồi ha. Cảm ơn bà con đã dành một ít thời gian quý báu của mình để xem cái clip này, và rất mong bà con sẽ đăng ký và bấm vào chuông để được cập nhật các video mới nhất về chăn nuôi con dế cũng như các loài động vật quý hiếm khác. Rồi, xin chào bà con.